Thanh niên mùng lông này đang thực hiện một vụ cướp ngân hàng. Anh ta vừa lấy tiền vừa vui đùa như đang thách thức lực lượng cảnh sát vậy. Nhưng không ai có thể ngờ rằng anh ta liều mạng cướp 17 triệu đô chỉ vì tin lời cái khe hẹp giữa đùi của một cô đồng nghiệp nốn lừng. Cả nhà hãy cùng với tôi xem bộ phim siêu hài hước này nhé. Nam chính của chúng ta David là một người đàn ông mùng thiếu lông giống lão sếp của tôi. Anh ta hiện đang làm an ninh chuyên vận chuyển tiền cho một ngân hàng. Sau khi tan làm, anh thường hay rủ cô đồng nghiệp xinh đẹp thi bắn súng. Trong khi Kelly bắn khá ổn thì nam chính lại tỏ ra thần xấu hơn khi bắn phát nào đều trượt phát đấy. Để giữ lại chút thể diện, anh liền thể hiện trình quay tay nhưng lại hậu đậu khiến khẩu súng cướp cò bắn thủng cả mông. Đúng lúc này, anh chợt nhận ra mình phải về nhà để chụp ảnh đính hôn với người vợ sắp cưới. Vợ sắp cưới của David là một cô gái rất kỳ lạ. Dù là ngày thường hay chụp hình chung với nam chính cũng đều trưng ra vẻ mặt gượng gạo hết sức giả chân, mà chuyện tình của hai người không khác gì một bộ phim ngôn tình thấm đẫm nước mắt. Cách đây một tuần, chồng cũ của cô ấy qua đời vì phải hì hục sửa cái lò hư hỏng cả đêm mà nó vẫn chảy nước. Trong đám tang người đàn ông chăm chỉ ấy, cô vợ đã nhìn thấy David đến tham dự. Vì vẫn cần người sửa cái lò hư hỏng nên cô ta đã quyết định nhờ vả nam chính. Mặc dù gần đến ngày kết hôn nhưng có vẻ David không còn mặn mà với người vợ sắp cưới nữa rồi. Ngày hôm sau, trong lúc David và Kelly đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ thì ông sếp từ đâu bước vào bắt nạt nam chính. Thấy đồng nghiệp bị coi thường, Kelly liền lớn giọng cân luôn cả ông sếp rồi xin nghỉ việc. Thậm chí cô còn cởi luôn cả bộ đồng phục ném xuống đất cho nó chất chơi người rơi. Chính khoảnh khắc đó đã khiến David đem lòng yêu thương Kelly. Anh chạy theo và xin cô số điện thoại để sau này tiện liên lạc. Sau khi viết số điện thoại lên tay người đồng nghiệp mùng lông, cô nói lời tạm biệt rồi bước ra ngoài vẫy tay xin đi nhờ xe. Quả nhiên cặp phổi từ bi của người đẹp đã giúp cô nhanh chóng có xe đón. Vì chưa kiếm được công việc thích hợp nên Kelly đành ở chung với mấy người bạn không làm mà vẫn muốn có ăn. Khi ấy Steve xem tin tức thì nghe nói đến một vụ cướp ngân hàng. Thế là anh ta liền nghĩ ra một kế hoạch đổi đời. Đó chính là nhờ Kelly trông ứng ngoài hợp để cướp tiền ngân hàng mà cô đang làm việc. Mặc dù người đẹp nói rằng mình vừa mới xin nghỉ nhưng Steve vẫn gặng hỏi và biết được rằng David đang trồng cây si Kelly. Thế là anh ta kêu cô nàng thuyết phục thanh niên mùng lông ấy nhưng cô liền từ chối vì sợ ngồi nhà đá. Steve đuổi theo nói rằng đây chính là cơ hội để chúng ta giàu có. Nếu cứ làm những việc bình thường thì đến bao giờ mới có tiền hưởng thụ cuộc sống? Chỉ cần lấy được một ít trong kho bạc thì cô sẽ như bà hoàng ngồi trong chiếc Rolls Royce màu đen sang trọng. Nhưng mà con xe đó có màu hường mà tôi thích không? Cứ như vậy, Kelly đã đồng ý với kế hoạch của Steve. Cô nhắn tin hẹn gặp David tại một quán ăn nhanh để nói chuyện. Anh chàng không biết gì liền hí hửng mang hoa hồng đến tặng người đẹp. Tại đây, Steve ngồi bàn bên cạnh nhưng không để lộ mặt. Anh ta tự xưng mình là kẻ giật dây và bắt đầu dùng tài múa mỏ của mình dụ dỗ David. Đương nhiên, anh chàng mồm lông này không đồng ý. Nhưng mưa dầm thấm lâu, ngày nào Kelly cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe và hứa hẹn sau khi lấy được tiền sẽ cho David húp giò lông thoải mái. Thế là anh quyết định bỏ luôn cả vợ để nghe theo tiếng gọi của con chim. Rất nhanh phi vụ cướp ngân hàng cũng đã đến, nhân cơ hội các đồng nghiệp tăng ca. David liền quay lại ngân hàng quẹt thẻ an ninh rồi mở cửa kho bạc ra. Bên trong chỉ có sương sương 17 triệu đô được xếp ngay ngắn. Nam chính vô cùng vui mừng vội mang số tiền ra ngoài xe ô tô của mình. Nhưng bệnh nghề nghiệp tái phát khiến anh xếp từng cọc mua rất ngay ngắn. Kelly ngồi bên ngoài đợi lâu quá bèn gọi điện dục David nhanh cái tay lên nếu không muốn bóc lịch trong tủ. Bị dọa hoảng quá nên anh liền vứt lộn xộn đống đô la lên xe. Nhưng số tiền quá nhiều mà chỉ có một mình David làm việc khiến anh thở như chó. Đúng lúc này anh ra đen đồng nghiệp của nam chính lại quay lại công ty, vừa hay lại nhìn thấy nam chính đang xếp tiền. David có chút lo lắng liền đưa tay lên khẩu súng chuẩn bị kết liễu đồng nghiệp. Nhưng anh ra đen lại cho rằng David đã hứa với mình là hôm nay không tăng ca để dằn mặt ông chủ tham lam. Ấy thế mà giờ này lại làm thêm khiến anh ta thất vọng bỏ đi. Đúng là hú hồn chim én mà. David sau đó lại tiếp tục chất đô la lên xe, làm một mạch 2 tiếng đồng hồ cuối cùng anh cũng chuyển hết tiền trong kho. Để xóa dấu vết phạm tội của mình, David đã dùng một cây lau nhà đập vỡ camera an ninh, tiếp đó lấy hết đĩa ghi hình giám sát rồi vui vẻ ăn mừng nhảy múa trước xe. Nhưng anh chàng mồm lông không hề biết vẫn còn một cái camera khác đã ghi lại toàn bộ cảnh này. Đến lúc đóng cửa xe thì mặt David liền đần ra vì số tiền trong xe quá nhiều khiến cửa xe không đóng được. Thế là anh phải bò vào bên trong đẩy tiền về phía trước. Kết quả cửa xe đột nhiên đóng lại khóa trái anh ta ở bên trong. David muốn chui qua cửa sắt nhỏ để vào buồng lái nhưng vì mông quá to nên không qua được. Cái khó lo cái khôn, anh nảy ra một ý lấy băng dính buộc những cục tiền thành một cây gậy, rồi lấy cây gậy đó đè lên chân ga. Nhờ vậy mới có thể lái chiếc xe đâm thủng tường ra bên ngoài. Những tên đồng bọn nhanh chóng có mặt đón David và số tiền rời khỏi hiện trường. Vì số tiền mà nam chính trộm được rất lớn nên đồng bọn đã làm cho anh một chứng minh thư giả và bảo anh qua Mexico trốn tạm thời. Kelly còn nhét đầy đô la vào quần lót của David sau đó trang điểm cho anh chàng thành một tên 3D, đồng thời còn hứa vài ngày nữa sẽ mang số tiền đến Mexico chung sống cùng anh. Thanh niên ngốc liền mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ mà không hề biết rằng mình đã bị lừa. Ở sân bay, nhân viên an ninh thấy David ăn mặc kỳ quái, đoán rằng đây là một tên biến thái nên không dám kiểm tra liền cho anh qua cửa. Để cho vai diễn hoàn hảo hơn, anh đã lấy 100 đô từ trong quần lót ra mua một túi bỏ khô. Nhân viên bán hàng chắc phải rửa tay cả ngày hôm đó quá. David cứ thế nhẹ nhàng vừa ăn bò khô vừa bay qua Mexico lần trốn. Tiền nhiều để làm gì? Vừa xuống sân bay anh liền thuê khách sạn 5 sao gần biển để ở cho sang chảnh.
hàng ngày thì lặn biển chơi với lươn, chuối ăn cả nải còn bia thì uống cả thùng mới đủ đô. Sau một hồi ăn uống buông thả, nam chính đã bị tiêu chảy nên giải quyết luôn trong hồ bơi. Có lẽ đây chính là cú sốc tâm lý lớn nhất trong đời mà những vị khách du lịch này gặp phải. Chơi bời chán chê xong, anh lại nhớ đến người thương của mình. David gọi điện cho Kelly kêu cô mau chóng đến Mexico để chơi xếp hình. Đầu dây bên kia nói anh hãy bình tĩnh đợi thêm vài ngày nữa vì cảnh sát đang điều tra gắt gao. Thanh niên ngốc nghếch cứ vậy tin lời cánh bướm dối gian. Hóa ra Steve và đồng bọn không muốn chia tiền cho David. Ngược lại, tên khốn này còn muốn nam chính của chúng ta thành kẻ thế tội. Hắn báo địa chỉ khách sạn mà anh đang ở cho FBI. Rất nhanh, ba cảnh sát Mexico đem theo lệnh truy nã đến khách sạn để bắt David. May mắn nam chính vừa xuống lầu mua đá nên mới không bị xích cổ. Nhìn thấy lệnh truy nã, mình dưới quầy phục vụ anh liền sợ muốn đái cả ra máu. Thế là anh vội vàng ba chân bốn cẳng chạy muốn tụt quần. Đến bên bờ biển, David liền nhảy xuống một chiếc thuyền đánh cá và thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Sau khi nhuộn lại tóc với lông mồm, anh liền gọi cho Kelly kêu cô nhanh chóng mang tiền đến Mexico. Tên Steve đứng bên cạnh ép người đẹp tiếp tục lừa dối nam chính. Lúc này anh nhìn thấy trong ví tiền của Kelly đưa cho mình có danh thiếp của một huấn luyện viên thể chất. Người trong danh thiếp chính là Steve. Anh không để ý mà đọc to tên của hắn ta lên khiến hắn sợ vã cả mồ hôi đít. Mặc dù Steve là đồng bọn của David nhưng anh không biết hắn là kẻ giật dây. Giờ đây mọi chuyện đã bị bại lộ nên Steve đã tìm đến một tay sát thủ chuyên nghiệp để thuê giết nam chính. Tên sát thủ này có biệt danh là kẻ hủy diệt loài gà. Bởi vì hắn có thể hủy diệt cả một trang trại gà chỉ để ăn một miếng gà rán. Tên sát thủ sau khi nhận nhiệm vụ liền đến Mexico và thấy David đang vui vẻ chơi ba tanh. Hắn cầm cây súng săn đã hơn 150 tuổi lên ngắm thẳng vào mục tiêu. Đúng lúc bóp cò thì cây súng đột nhiên phát nổ khiến hắn mặt mũi đen sì rơi xuống bàn đỏ đen của mấy ông lão. Tên sát thủ liền đứng dậy đi về phía David nhưng hắn không lựa chọn giết anh ngay mà để cho anh chạy thoát. Bởi vì hắn cho rằng con mồi phải sợ hãi thì hắn mới có cảm giác sung sướng khi bắn giết. Thấy vậy, David liền bám vào một chiếc xe chở hàng để chạy trốn. Nhưng còn chưa đi được bao xa thì chiếc xe lại bất ngờ dừng lại. Tên sát thủ liền ném cây giáo về phía David. Anh nhanh chóng né cây giáo khiến nó đâm vào buồng lái. Bác tài thấy thế liền hoảng hồn đạp chân ga làm chiếc xe lao vun vút trên đường. Sau khi làm đổ 7769 sạp bán hàng rong cuối cùng, anh cũng chạy trốn thành công. David tiếp tục gọi điện cho Kelly mau chóng đến Mexico để cứu mình. Cảm thấy cứt rắn lương tâm nên người đẹp đã nói toàn bộ chân tướng sự việc cho anh nghe. Chính tên Steve đã thuê sát thủ giết anh để chiếm toàn bộ 17 triệu đô kia. Thậm chí việc cô nàng hứa chơi xếp hình cũng là một cú lừa để anh đồng ý tham gia mà thôi. Sau khi biết rõ mọi chuyện, anh thấy vô cùng đau lòng. Đêm hôm đó anh không ngủ được mà ngồi bên đường ăn dưa hấu tự trách bản thân vì cái lồng mà tự diệt. Tên sát thủ đột nhiên xuất hiện cầm lấy cái vung nồi hủ tiếu táng anh bất tỉnh nhân sự. Tỉnh dậy, nam chính thấy mình đang ở trong bồn tắm. Còn tên sát thủ đang cố gắng gỡ bồn cầu ra. Hắn dự định sau khi phanh thây anh xong sẽ nhét vào đường cống thải để phi tang. Để sống sót, anh đã trả tiền gấp đôi cho hắn. Nhưng trong túi chỉ còn 30 đô thì ai mà tin cho được. Hắn cầm dao lên hù dọa khiến anh sợ muốn dụng hai trái trứng cút. Cứ tưởng sắp phải lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi thì tên sát thủ lại cầm lấy chứng minh của nam chính lên xem. Hắn phát hiện tên của anh giống y chang hắn, thậm chí cả ngày sinh và địa chỉ cũng vậy. Hắn đột nhiên ùa khóc như một đứa trẻ vì nghĩ rằng David chính là anh em sau sinh thất lạc của mình. Thế là hôm sau hai anh em vui vẻ nô đùa chạy trên bãi cát mừng ngày đoàn tụ. Khi sát thủ rời đi còn để lại cho nam chính 50.000 đô và lén thơm anh một cái. Đúng là dễ thương quá đi mà. David sau khi thoát khỏi cửa tử liền quyết định chơi khô máu với tên Steve. Anh đe dọa hắn phải giao ra 6 triệu đô nếu không sẽ báo cảnh sát. Hắn liền đồng ý ngay luôn và lập tức. Thế là nam chính ra ngân hàng đợi, cứ 30 phút lại kiểm tra tài khoản một lần. Thế nhưng kiểm tra 3 ngày liền vẫn không thấy gì khiến anh hết sức phẫn nộ. Anh gọi điện chất vấn hắn nhưng hắn lại bắt cóc Kelly và lấy mạng sống của cô ấy ra để đe dọa ngược lại anh. Hắn kêu David bay đến một hòn đảo ở châu Phi rồi tự sát nếu không sẽ giết chết Kelly. Vì muốn cứu cờ rớt nên nam chính lập tức có mặt ở sân bay để tới châu Phi. Nhưng còn chưa kịp đi đã bị ba cảnh sát phát hiện ra thân phận thật sự. David bên này nhìn thấy tên sát thủ cũng ở đây. Hóa ra hắn quay về Mỹ để nhận nhiệm vụ ám sát Kelly. Anh nói rằng đó là nữ thần trong mộng của mình nên không thể giết. Sát thủ thấy vậy liền hủy nhiệm vụ rồi đổi vé cho anh. Hắn sẽ đi châu Phi còn anh sẽ quay về Mỹ hốt xác tên khốn Steve. Đúng lúc này cảnh sát xuất hiện định bắt anh. Sát thủ dùng ánh mắt ra ám hiệu. David hiểu ý liền hất đầu về sau vỡ mũi một viên cảnh sát. Cứ như vậy hai anh em phối kết hợp quật ngã những cảnh sát còn lại. Nhờ vậy mà nam chính mới có thể lên máy bay quay về Mỹ. Về đến nhà anh phát hiện Steve đã dùng 17 triệu đô của mình để mua biệt thự và xe sang. Để có thể đập được tên khốn này một trận, anh đã cẩn thận quan sát xung quanh. Nhận thấy hắn đang mở một buổi tiệc để chào đón các vị khách giàu có. David liền hóa thân thành người phục vụ rồi lẻn vào tầng hầm của căn biệt thự. Tại đây anh phát hiện ra tiền được giấu trong các thùng nhựa. Tiếp đó anh lấy một giỏ hoa quả và bắt đầu kế hoạch giải cứu mỹ nhân.
Anh giấu một khẩu lục cỡ lớn vào trong quần rồi nhanh chóng tiếp cận uy hiếp tên đàn em của Steve. Sau đó dùng băng dính trói hắn thành xác ướp Ai Cập rồi ném vỡ cửa phòng cứu Kenley ra ngoài. David dẫn người đẹp trà trộn vào hội trường buổi tiệc rồi cầm súng ngắm thẳng vào Steve và uy hiếp hắn đầu hàng. Nhưng súng lại cướp cò bắn vỡ bình khí đốt khiến bộ vest của một thanh niên gần đó rách tả tơi để lộ ra body 6 múi 10 lem. Để tên khốn Steve phải tức giận, anh liền xông vào gara rồi nhảy luôn con xe mà hắn thích nhất. Sau đó kêu người đẹp dùng bom xăng đốt cháy một chiếc xe khác. Điều này khiến Steve cay dái đến cấp độ 7, còn nam chính thì vui vẻ đạp mạnh chân ga định tông vào cửa sắt chạy trốn. Kết quả xe thì nát đầu còn cửa thì vẫn nguyên vẹn. Steve đuổi đến nơi liền túm tóc David ném vào chiếc xe gần đó. Anh ngẩng đầu lên thì thấy trong xe toàn là đặc vụ. Hóa ra bọn họ sớm đã phát hiện Steve bỗng nhiên có khoản tiền lớn, nghi ngờ hắn đã cướp 17 triệu đô nên mới phục ở đây tìm chứng cứ. Hiểu ra chuyện này nên David liền đánh lại Steve để hắn không nhìn thấy các đặc vụ. Anh nói rằng mình mới chính là người cướp kho bạc nên số tiền đó thuộc về mình. Steve hiếu thắng thừa nhận hắn là kẻ đã lên kế hoạch cướp nhà băng. Đặc vụ ở trong xe đã ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Thế này thì hắn có chạy lên trời cũng không thoát tội. Rất nhanh tất cả được giải lên đồn uống trà đá và tâm sự mỏng. Steve phạm tội chủ mưu bị kết án 250 năm tù. David và Kenley mặc dù là đồng phạm nhưng họ lại góp công lớn phá vụ án nên được giảm nhẹ còn 7 năm tù. Hai người ước hẹn sau khi được trả tự do sẽ kết hôn. Sau đó nam chính được đưa đến trại giam, nơi này toàn những tù nhân có số má trong trường mẫu giáo, nhưng anh không hề sợ hãi mà đi thẳng vào giữa. Một tên da đen bất ngờ đứng dậy vỗ tay, những tên còn lại cũng nhanh chóng làm theo. Bọn chúng nhìn David với ánh mắt ngưỡng mộ bởi vì anh là tên cướp số 1 trong lịch sử nước Mỹ. Các phạm nhân tưởng rằng nam chính là một kẻ rất ác nên đã tôn anh lên làm đại ca. Cuối cùng anh cũng được trả tự do sau 7 năm bóc lịch. Tên sát thủ đứng đợi anh trước trại giam với kiểu tóc y hệt David. Sau đó hai người nhanh chóng đi đón người đẹp Kenley. Phía bên kia các đặc vụ mặc dù đã chạy xúc cả quần nhưng mới chỉ thu về được 15 triệu đô. Vậy còn 2 triệu đô còn lại đang ở đâu? Hóa ra lúc lẻn vào tầng hầm, David đã bí mật đẩy một thùng tiền xuống sông để sau này ra tù có tiền dưỡng già. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.